Xin chào mọi người nhá, chào tất cả anh em. Hôm nay em đi chở lúa nhá anh em nhá. Đây này, đường lầy quá, trơn quá, để lún quá, không biết có gì được không anh em, mọi người xem nhá. Mời nhá. Đấy nhá anh em nhá, xe bị mắc lầy đây anh em ơi, lún quá sâu đây anh em, chết coi rồi bây giờ, chết rồi. Anh em xem em nhớ chia sẻ cho mình nhá. Này, bên này nền quá đây, mưa lâu. Nền quá đây anh em ơi. Nên xem nhá. Đó chú chua này. Hả? Chú chua này có một tàu này, áo chua này. Cái hả? Thank you.
trang đi. Đúng thế này anh em này, xấu quá đi, cực kỳ nguy hiểm luôn anh em. Này thì đúng quá này, đúng xấu như này, không có tờ để chịu nhá anh em nhé. Xấu lắm này, bóng đồ này nên chưa đúng được, đúng như này này, kinh khủng nha anh em, quá sâu rồi, em đang bắt xuống nha, nhưng sau đó phải bắt xuống mới được, cái này mềm quá. Lấy xí ra Dên dên, tà ra, tàn đâu. Ui, tà tàn cho tôi luôn. Tà nó tàn á, tàn cho tàu như thế thôi hả. Em giờ nhớ chủ hữu bây giờ em giờ hữu you
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.